Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2022. Thì bữa nay em về được 13, 12 bé, 13 bé, chính xác 14 bé. Đúng rồi, 14 bé chào mào. Thì 14 bé chào mào này thì 95% đều đã sổ giọng ra hết rồi nha mọi người nha. Bây giờ em sẽ review, phải nói là thật là chi tiết cho các anh xem. Rồi chút xíu em sẽ review chè đất cũng như là chè than. Rồi, tất cả những cái dòng chào mào này review cho các anh xem đều đồng giá là 300k một bé nha. Và có một bé chòe than này của ngày hôm qua hôm kia gì đó. Chim này rất là đẹp ha, rất là to, rất là đẹp. Giá 300k luôn, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết. Đó, do là cái đầu của nó bị thiếu lông trong cái quá trình mà đóng chim á, ngày hôm qua hôm kia gì, anh em mà có xem clip thì cũng biết ha. Rồi, bán nhanh gọn lẹ luôn. 200k cho anh em nha. Bé chòe than đầu phải nói là bị thiếu cái lông đầu. Ô số 1. Có đúng bé đó thôi. Rồi chào mào này, ô số 2 nè. Đó. Kêu nhiều, tục nhiều. Chào mào đồng giá 300k nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đây, một bé. Chưa có ra chòe than mà tay cầm cái dao rọc giấy để mà chút xíu ra nó hơi khó, vừa cầm cái dao vừa cầm điện thoại. Rồi đây là chào mào này, ô số 3 nha, rất là đẹp. Tất cả những cái dòng này đều rất là mỏng lông, chung chim dài đòn nha. Đây đó, đây là ô số 3, bên này là ô số 4 nè, đây là số 4 nha mọi người nha. Ủa, số 4 là cái ngọn đuôi nó đá lên lên đẹp nha. Rồi bên này là số 5 nè. Số 5 này to con nè. Đây, số 5 nha. Đó. To lắm. Mà nó hơi dậy. Đó. Nó hơi nhát mọi người. Mới vừa về vừa ra học kê điện thoại sát vô nữa. Cho nên nó hơi nhạy. Đây là ô số 6 nha. Những cái dòng chào mào mà nó nhiều nhiều tiền nữa thì em còn ngồi em bắt em ra em review cho nó kỹ. Còn những cái dòng này thì nói chung là em chỉ bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho các anh thôi. Và giá nó cũng chỉ có 300k thôi, rất là rẻ. Đó. Đây là số 7, số 7 thì có hai bé. Một bé thì rất là to, đó bé to đang đứng gặm chuối nè. Rồi cái bé kia là mấy ông thợ ông chơi cái kiểu gì, ông chơi cái lấy cái vít lông xanh á. Mấy ông đánh dấu ngay chỗ cái tách của nó. Đây có hai bé. Trống hết nha mọi người nha. Hot head rất là ok luôn. Đây là số 8. Số 7 là có hai bé nha, rồi số 8 có một bé thôi. Và bên này là số 9 là có hai bé. Các anh biết vì sao mà em thả hai bé vô đây không? Vì có một bé nó không có chịu ăn cho nên là em phải thả chung vô đây để cho nó bắt chước. Tại những cái dòng chào mào này nó cũng dễ lắm. Con nào nó không chịu ăn thì mình thả vô cái con mà nó chịu ăn là thấy cái nó bắt chước theo. Đó. Wow, trong này có một bé lân tê đẹp ha. Rồi, đây là ô số 9 có hai bé luôn nha. Đó, em còn chừa hai hộp để em tách ra nhưng mà do là có một bé nó không có chịu ăn cho nên là em phải để chung vô như vậy. Đây là số 10 nè. Số 10 rất là đẹp, rất là tịnh. Đó. Đây là số 10 nha, rất đẹp, rất tịnh. Rồi bên này số 11 nè. Số 11 hơi nhát nè. Này số 12 nè. Này số 13 rất đẹp luôn nè. Số 13 là mẫu phải nói là cao cầu. Em kế điện thoại vô cái nó nhảy mọi người cho nên là em cũng ngại. Chim mới. Kê điện thoại sát vô là hai nhảy. Đó, đó số 13 đó. Rồi. Hôm nay không có chè lửa nha. Chè lửa hôm nay là không có. Rồi bây giờ tới review chè đất nè. Chè đất để em coi coi. Chè đất thì có 12 bé thôi ha, đồng giá là 100k một bé. Toàn bộ là chim mép mùa này nha. Đây, chè đất này, một nè. Chè đất thì review nó nhanh 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 luôn nha mọi người nha, do là chè đất nó nhét lắm. Hai nè.
Số 3. Ô số 4 là không có nha mọi người nha. Hồi sáng bắt ra bị sảy rồi. Rồi qua này ô số 5 nè. 100k một bé. Một bé 100k anh em đừng có nhầm giữa chè đất và chè than nha. Chè than em không bao giờ em bán 100k một con nữa đó. Chè than do là mấy cái ông nội kia mấy ông hai bên dạng như là châu bò hút nhau đó, người ta mới bán như vậy thôi, chứ còn em từ xưa giờ em không bao giờ em bán chè than 100k hết nha. Đây là số 7 nha. Chè đất là ô số 7. Đây là ô số 8. Đây là ô số 9 ha. Bữa nay về mẫu những cái dòng mà chè đất mép rồi này nọ rất là đẹp. Đây số 9 nè. Đây số 10 nè. Đó các anh nghe ha. Vừa mới quay đi thôi là nó vắng người cái là sổ giọng lên. Đây là số 11 nè. Đây là số 12. Đó, 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 trời ơi có bé nào trẻ trẻ ở trong đó luôn. Đây là số 12 nè. Bên này số 13 ha. Nếu mà đúng đủ không bị bay á, là 13 bé, nhưng mà do là hồi nãy cái bé số 4 em thả ra nó bị bay mất tiêu rồi. Cho nên là thôi, đếm theo cái thứ tự luôn cho nó dễ. Đó. Bé nào đi? Bé nào mà la dữ vậy? Rồi bây giờ em ra chuyển than nha mọi người nhé. Hôm nay về chè than coi như là hàng phải nói là rất là to, xòe, vip. Có hai bé bị lỗi nữa. Đó, nó đang rạo rực ở trong này nè. Hình như là bữa nay về được 5-6 bé gì đó, hay 7-8 bé gì đó, em không có rõ nữa. Rất là to. Rồi, móng đầy đủ hết ha. Sau khi mà em review cho các anh xem cái thùng chè than này rồi, em sẽ review cho các anh xem chè lửa mồi mà nó có bông vòng 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 ở đây nè, nhiều lắm. Đây chè than này số 1 nha, giá là 300k. Rất to luôn nha. Chè than số 1. Rất là xòe. Đây là chè than này số 2. Rồi, móng đầy đủ hết nha. Trời ơi, cái đầu nó dẹp dép luôn. Đây là chè than số 2 nha. Xòe to. Rồi, chè than này thứ ba nè. Rồi, ở trong thùng mổ nhau nữa nè. Chè than này ô số 3 nha. Rồi, bánh mì tới luôn rồi. Rồi, chè than này là ô thứ tư nha. Chết. Nó có một cái móng bìa ha, móng cò là nó không ôm cầu nè. Nhìn là biết rồi. Đây là chè than này thứ tư ha. Nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn. Giá chỉ có 200k thôi nha. Rất là to. Cái dòng này anh em về nuôi thả avi rất là đẹp. Ủa cái bé mà thứ tư nó xòe to lắm. Nhiều khi em nghĩ cũng lạ lắm. Mấy ông mày bán bánh mì 5.000 một ổn mì mà trong cái đó đổ xăng chạy vòng 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 hỏi kiểu lời kiểu gì không biết nữa. Wow, than mép. Than mép này ô thứ 5 nha. Mép vàng luôn. Rất là to nè. Ô thứ 5 nha. Mấy ông này ông có nghệ thuật kinh doanh, không biết là kinh doanh kiểu của mấy ông là lời kiểu gì. Xăng á thì đổ khó mắc mà trong đó bán ổ mì có 5.000 rồi mà chạy vòng 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 vòng, lâu lâu có được người hai người mua. Đúng là mỗi người người ta kinh doanh người ta có một cái nghệ thuật.
Rồi chòe than này là thứ sáu nha mọi người nha, chòe than đuôi đen. Do là bị rớt lông bở chứ không phải là đuôi đen nha. Đuôi đen mắc lắm. Đây có chấm bông nè. À không phải, không phải. Không phải có chấm bông nha. Nó bị cái lông này nó không có xếp lại chứ không phải là chim bông nha. Đây là chòe than này ô thứ sáu nha. Móng đầy đủ hết. Tất cả những cái dòng mà chòe than em đang review cho các anh xem đồng giá hết nha. Nãy giờ em cũng có nói rồi, đồng giá hết. Chỉ có cái bé mà nó bị lỗi móng là giá là 200k thôi, do là một cái móng nó bị như thế này nè, nó bị sạn chách chách, một cái móng út như thế này nè. Rồi còn có bé à mọi người. Đó, mấy đứa này nó chơi toàn là bo thêm cho em không à. Nói anh ơi có 5 chòe than nè, anh lấy giùm cho em đi. Thế hỏi gửi lên là 7 bé. Giống như lựa bộ ngày hôm qua nó kêu có 10 bé, gửi lên rốt cuộc đếm ra 14 bé. Trời ơi nó toàn chơi bo bo thêm mà. Wow cái bé này nè. Cái bé này đẹp lắm. To lắm. À quên nữa, những cái dòng than này là than Đắk Nông nha, chim mép luôn nè. Đó. Rất là to nè. Chanh móng cẳng đầy đủ hết ha. Rồi xong 7 bé chòe than ha. Bây giờ em sẽ review cho các anh xem chòe lửa mồi khiển tay được nha. Rồi giới thiệu với tất cả, giới thiệu với lại tất cả mọi người luôn. Đây là chòe lửa mồi thì hiện tại nó có một ít cái bông điểm ở phía dưới càm dưới trắng 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 trắng, và trên đầu nó cũng được 2-3 điểm. Phải nói là trắng giống như cái lông mi của mình đó. Đó, cái dòng này là chim mồi của thợ đưa bán giùm. Giá là 5 triệu ha mọi người ha. Dòng này thì có thể khiển tay. Do là em đang cầm cái điện thoại, em đang kê sát ở đây. Đó. Chà mà không biết cái bé nào mà nãy giờ nó ra giọng đá rồi ta. Cái này mỗi lần mà nó, mỗi lần nó hot rồi nó ra cả bay nó kêu. Trời ơi trời. Nghe mà còn giống như cái sở thú vậy. Chè lửa này nè. Nó đá tay được nha. Chè lửa khiển tay được. Để em để điện thoại xa xa ra. Do là em để điện thoại sát quá. Nó ớn cái điện thoại. Thôi chắc là do là em cầm cái điện thoại cho nên là nó sợ mọi người à. Chứ dòng này mà thợ nó quay cho em á, thọt tay vô này, bẫy vô, nó mổ, nó đá, nó hót, nó đấu, nó làm đủ kiểu hết. Và ở phía dưới cái càm ở phía dưới à, nó có bông cũng được cũng nhiều lắm. Đó, thì cái giá mà thợ đưa cho em á là 5 triệu nha. Giá là 5 triệu nha mọi người nha. Đó, nó có điểm bông, phải nói là li ti bông trắng ở ở mặt nè, ở càm dưới nè, đó cũng khá là nhiều. Chim này không có tạch lỗi, không có bất cứ một cái lỗi gì hết. Đem dụ dụ nó nha. Tiếc là ở nhà em không có nuôi chè lửa mái cho nên là đôi khi là dụ cũng hơi khó. Mình phải dụ bằng cái mồm của mình. Ấy lộn, xin lỗi, bằng cái miệng. Ngoài Hà Nội người ta kêu bằng cái mồm. Mình ở trong miền Nam mình gọi là cái miệng. Nghe nó lịch sự, nghe nó tao nhã. Ở những cái dòng này mà mình nuôi mình cứ chịu khó cho nó ăn uống, xong rồi mình đút cho nó ăn rồi này nọ. À quên, xin lỗi mọi người. Chè lửa này là người ta nuôi từ chim truyền lên nha mọi người nha. Từ chim truyền lên. Bây giờ là coi như là thọc tay vô là đá tay. Nhưng mà chắc là em lạ. Chắc là có thể là em lạ thôi. Đó. Rồi. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là chấm dứt rồi. Chúc tất cả mọi người một cái ngày Chủ nhật thật là nhiều sức khỏe, may mắn, gặp được nhiều sự bình an trong cái ngày mới. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại. Đó, 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 đó. Các anh thấy không? Đó, để em coi coi. Đó, đó, thấy chưa? Em nói mà, thấy chưa? Nói là có sách, mắt là có chứng. Em nói em ra chim xong là nó khoảng chừng 90-95% là trong cái số này nó kêu hết trơn rồi. Nó mở họng, nó mở họng, nó sổ bọng, rồi nó làm đủ kiểu con đà điểu hết. Giỡn chơi chứ, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại.